Ghét mẹ có em bé. Buồn thật, mấy hôm qua bệnh vợ thở kít còn... Đâu còn bắt được tớ đấy, nhanh chân lên nào đi con. Cậu cứ chờ đấy, tớ sẽ bắt được cậu nhanh thôi. Thở kít ơi, chúng mình đi chơi đi, mình chơi đến chiều thật là vui như hôm qua ấy. Tớ phải ở nhà chơi với em rồi, cậu tự chơi một mình đi. Chán quá, từ ngày Thỏ Kít có em là ít sang đây chơi với mình hẳn. Buồn ơi là buồn, giá mà mình cũng có một đứa em thì tốt biết mấy. Phải rồi, mình phải xin mẹ cho mình một đứa em mới được. Lúc ấy mình sẽ có người chơi cùng, không phải buồn nữa. Mẹ, con muốn có em. Khi nào mẹ vào rừng, mẹ kiếm cho con một em trai để con chơi cùng nha. Ôi, con trai của mẹ, con khờ quá. Em đâu phải cứ vào rừng là kiếm được đâu. Em cũng giống như con, được sinh ra từ bụng mẹ đó con trai à. Thế à mẹ, vậy thì mẹ sinh cho con một em đi. Em trai thì càng tốt, con thích em trai à. Được rồi, nếu Nico đã thích thì mẹ sẽ cho Nico một đứa em. Nhưng con phải đợi một thời gian nữa nha. Dạ, con sẽ đợi ạ. Con cảm ơn bố mẹ. Nico, con xem này, bụng của mẹ đã to rồi. Em bé của con sắp ra đời rồi đấy. Nico sắp được gặp em rồi. Thật thế hả mẹ? Con nông được chơi cùng em lắm rồi này. Yeah, vậy là con sắp có em rồi. Con vui quá. Yeah. Tôi sắp có em rồi. Hoan hô, hoan hô. Chuột con của bố đáng yêu quá. Trời ơi, nhìn cái mũi của nó kìa, giống bố y hệt luôn. Nhưng cặp mắt thì lại giống mẹ đấy bố nhé. Cho con bé em một chút với. Thằng bé đang cười với anh này, em nhìn xem. Thằng nhỏ mến bố lắm, cứ cười nịnh thôi. Bố mẹ mãi ngắm nhìn em, chẳng ai thèm để ý đến lời mình nói cả. Mình cảm thấy cứ như là không có mặt mình ở đây vậy. Nico à, khẽ thôi con, ru mãi thằng nhóc mới ngủ đấy. Tưởng rằng sau khi chuột em ra đời thì Nico sẽ có thêm bạn để chơi, sẽ vui hơn như điều cậu mong đợi. Thế nhưng Nico lại càng thấy buồn hơn. Bố mẹ nó suốt ngày chỉ chăm sóc, lo lắng cho chuột em mà không để ý gì đến nó. Nó bỗng cảm thấy ghét chuột em vô cùng. Nó hối hận vì đã xin bố mẹ mang chuột em đến với căn nhà của nó. Chuột em thật là đáng ghét. Từ khi nó xuất hiện, bố mẹ đã không còn thương yêu mình nữa. Đã thế, mình không thèm chơi với chuột em nữa. Mình sẽ bỏ mặc chuột em một mình cho bỏ ghét. Mẹ vào rừng kiếm thức ăn, con ở nhà trông em cẩn thận nhé. Mẹ đi một lát rồi về ngay. Con trò chuyện cùng em để em đỡ buồn nhé. Thằng nhỏ thương anh lắm đấy. Con biết rồi ạ. Ai mà thèm nói chuyện với nó chứ. Chỉ biết ơ suốt ngày, chả vui gì cả. Đi mà chơi một mình nha. Anh không thèm chơi với em đâu. Ai bảo em cướp bố mẹ của anh chứ. Anh đi chơi đây, kệ em đấy. Anh sẽ nhốt em ở trong nhà để em khỏi bò linh tinh ra ngoài. Chà, lâu lắm mới được ra ngoài chơi thỏa thích thế này, vui quá đi mất. Hả? Trời, chuột em, sao em lại trèo lên cửa sổ thế kia, nguy hiểm lắm đấy, mau xuống đi. Trời ơi, em sẽ ngã mất thôi. Trời ơi, em ơi. Trời, chuột em bị mắc vào cành cây rồi, phải ra ngoài sân tìm cách đỡ em mới được. Đừng sợ, có anh ở đây rồi, anh sẽ đỡ em. Chuột em. Em không sao chứ. May là anh còn về kịp để đỡ em.
chứ không nếu em ngã xuống thì đau lắm. Sao em lại tin là thế này? Mẹ về rồi này, hai anh em. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Ơ, có chuyện gì thế Nicole? Vì sao con lại hoảng sợ thế này? Con, mẹ dặn con ở nhà trông em, nhưng con lại bỏ mặc em ở nhà để đi chơi. Lúc phải con thấy em suýt nữa thì ngã từ cửa sổ xuống. May mà con đỡ kịp, nếu không thì... Con bỏ em ở nhà một mình sao? Sao lại thế? Bởi vì con ghét em. Vì từ khi em được sinh ra, con thấy bố mẹ không còn yêu thương con như trước nữa. Bố mẹ chỉ yêu và chăm sóc cho mình em, không để ý đến con. Con à, sao con lại nghĩ thế chứ? Con thật là ngốc. Vì vậy mà con bỏ mặc em mình sao? Con không biết. Con thấy ghét em, nhưng lúc nhìn thấy em suýt ngã, con lại thấy thương em vô cùng và hối hận vì đã bỏ em ở nhà một mình. Mẹ ơi, may mà em không sao. Nếu không con sẽ hối hận cả đời mất. Con xin lỗi mẹ. Đó chính là tình cảm gia đình đấy, Nico ạ. Có một sợi dây tình thân kết nối giữa chúng ta. Con và em đều là con của mẹ. Bố mẹ thương và yêu hai anh em như nhau. Chẳng qua là em còn bé nên bố mẹ mới chăm sóc em nhiều hơn con. Con là anh, phải biết nhường nhịn em, không nên ích kỷ như thế. Con cũng yêu em mà, đúng không nào? Con biết rồi ạ. Từ giờ con cũng sẽ phụ mẹ chăm sóc em, sẽ không ghen tị với em nữa ạ. Con biết thế là tốt. Nên nhớ là mẹ yêu hai anh em rất nhiều. Con biết rồi ạ. Con cũng sẽ yêu mẹ và em rất nhiều. Đĩa ớt trên mâm cơm. Không nha, má đã nói rồi nha Minh, má nhất định không đồng ý. Lấy vợ xa rất nhiều cái bất tiện, hai đứa đừng có nói thêm gì nữa hết á. Bà ơi, sống ở thời đại nào rồi chứ, ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên hả bà? Lại đến lượt của ông nữa. Tụi nó quê quán ở hai đầu đất nước, người Nam kẻ Bắc, lấy nhau rồi, mỗi lần đi lại thăm nom, lễ Tết, khổ sở vô cùng, mà ông vẫn cứ nhắm mắt nhắm mũi vào đồng ý làm sao? Má ơi, Nhi là con gái, khi bố mẹ cô ấy còn chưa quyết định vào đây, Nhi vẫn chấp nhận tất cả để lấy con. Cho dù gả chồng xa, chịu rất thiệt thòi. Hơn nữa, bố mẹ Nhi sắp tới cũng chuyển vào Nam sống rồi, tiện cả đôi đường. Sao đang quen sống ngoài Bắc mà bố mẹ cháu lại vào đây? Dạ, công việc tạo mẫu tóc và trang điểm của cháu đang khá ổn định ở trong này. Lại phải bay đi bay về thường xuyên, nên cháu đã thuyết phục bố mẹ sau khi nghỉ hưu thì vào đây sống gần con cái cho đỡ nhớ đó ạ. Đúng đấy bà, hai ông bà bên đó cũng là thoáng tính và thương con. Dù vậy thì văn hóa vùng miền cũng khó mà thay đổi và thích nghi được lắm. Mà bên ấy chuyển vào đây thì ngày lễ các con vẫn phải về quê quán chứ. Đi lại tàu xe, máy bay tốn kém và mệt mỏi lắm. Má nói là muốn tốt cho cả hai đứa thôi. Tuổi trẻ nông nổi, còn chưa biết thế nào là phải trái trắng đen, không nghe lời của người lớn, chỉ có thiệt thân thôi. Kìa bà, sao lại nói vô tình thế? Thôi, bà nghĩ thoáng lên cho các con nó nhờ. Bà chẳng mong có con dâu lắm hay sao? Mong mỏi gì thì tôi cũng phải suy nghĩ kỹ cái đã. Giờ tôi chưa có đồng ý đâu. Thôi, ông vào uống tóc giúp tôi nhanh lên đi. Tôi đi ăn cưới kẻo muộn đó. Chuyện này gác lại sao vậy? Đừng có buồn. Bãi hay giả đò chảnh vậy thôi, chứ dễ mềm lòng lắm. Từ từ, bà sẽ thuyết phục má con. Em đừng buồn nha. Cho anh thêm thời gian để anh thuyết phục má. Má cứ hãy thẳng tính vậy thôi, chứ trong lòng là thương mọi người lắm. Em biết, má cũng lo cho anh và nghĩ cho cả em nữa mà. Chúng mình cùng cố gắng nha em. Anh tin là má sẽ đồng ý sớm thôi. Trời ơi là trời, sao ông lại hậu đậu thế hả? Cháy hết tóc của tôi rồi nè. Thôi chết, có chuyện gì vậy? Nhờ ông có mỗi việc uống cái tóc mà ông cũng làm không xong nữa. Bây giờ tóc cháy xém thế này, làm sao mà tôi đi tiệc cưới được đây? Ông làm tóc cho tôi mà đầu óc ông cứ nghĩ linh tinh cái gì vậy hả?
thì tại bà không đồng ý chuyện của hai đứa nó, thành ra tôi phải nghĩ cách thuyết phục bà, thế nên tôi mới mất tập trung đấy. Ông đừng có lý do lý trấu nữa. Trời đất ơi, làm thế nào bây giờ nè, trời ơi. Bác ơi, hay là bác để cho con giúp bác xử lý mái tóc này cho hả? Má ơi, má yên tâm giao cho Nhi đi, con dâu má là chuyên gia trang điểm và tạo mẫu tóc mà. Con dâu nào? Vậy thì cháu giúp cho bác đi, gấp lắm rồi đó. Bác ơi, bác thấy kiểu tóc này như thế nào ạ? Má ơi, quá tuyệt luôn má ơi. Hôm nay má đi ăn cưới, chắc chắn các cô các bác sẽ ngước nhìn cho mà xem. Đúng là có bàn tay con dâu vào có khác. Từ nay bà có chuyên gia làm tóc và trang điểm miễn phí rồi nha. Nhà này tự nhiên mắc bệnh nịnh hót, nhưng mà bác cũng cảm thấy rất đẹp. Cảm ơn cháu nhiều nha Nhi, không ngờ cháu khéo léo như vậy. Từ giờ bác cứ để cho cháu làm đẹp cho bác nha. Đấy bà xem, ông bà ngoại ấy còn chuyển vào đây để đi theo con gái. Vậy mà bà chỉ có mỗi lý do khoảng cách địa lý lại cứ nhất định không chịu đồng ý, để cho các con phải buồn là sao? Thôi, bà đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Đồng ý đi để cả nhà cùng vui. Thôi thì tùy ba con nhà ông vậy. Một thời gian sau. Má thấy trong người sao rồi má? Có còn mệt nhiều không ạ? Chỉ là hôm trước đón dâu bị say xe thôi mà. Má còn nghỉ ngơi một hai hôm là hết thôi con. Dạ, con đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi. Con mời má ăn cho lại sức ạ. Má ơi, má ăn có vừa miệng không ạ? Khó ăn quá. Má còn đang còn mệt, nhạt mồm nhạt miệng nên ăn không thấy ngon đâu. Một hai bữa nữa là má con ăn ngon ngay ấy mà. Dạ. Chắc là do khẩu vị của hai miền khác nhau. Anh ăn cũng thấy khó nuốt quá, cứ thiếu thiếu cái gì ấy. Vậy lần sau em sẽ chú ý hơn. Trời ơi, bà chỉ cho tôi cách nào đó đi. Chứ tôi nấu ăn mà tệ như thế này, cả nhà chồng sẽ chán chết mất. Ừ thì đúng là tôi nấu ăn cũng không đến nỗi nào mà, nhưng mà khẩu vị hai miền khác nhau lắm. Giờ tôi phải làm gì trước khi thích nghi được với cách nấu nướng ở trong này đây? Có vậy mà tôi không nghĩ ra. Bà đúng là quân sư siêu hạng của tôi á. Được rồi, để tối nay tôi đặt thử xem mọi người ăn có ngon hay là không ha. Dạ, hôm nay cơm ngon hơn hẳn ha. Lần sau không được nấu thì bảo má nấu giùm cho, đừng có đi đặt ở ngoài ăn nữa, ăn tốn kém mà lại không đảm bảo vệ sinh. Dạ, tại vì con nấu ăn chưa được ngon nên con muốn thay đổi một chút, lần sau con sẽ rút kinh nghiệm. Đồ ăn ở đây khác biệt nhất với đồ ăn ở ngoài, đó là cay và đậm đà hơn, cũng ngọt vị hơn nữa. Con chỉ cần nấu cay hơn, cho nhiều ớt lên một chút và nêm nếm cho đậm đà là tự khắc mọi người ăn sẽ thấy ngon hơn mà thôi. Dạ, có vậy mà con cũng chưa nghĩ ra. Con xin nghe lời của má, lần sau sẽ nấu cay hơn ạ. Em nè, em thấy mệt lắm phải không? Mới về nhà nên mọi thứ em còn chưa quen. Không sao đâu anh, một thời gian rồi mọi thứ sẽ ổn mà. Em vui vì hôm nay cả nhà ăn cơm đã ngon miệng hơn á. Nhưng hôm nay anh thấy em ăn có một xíu à, cay quá, em ăn không được phải không? Em vốn không ăn cay được mà. Nhưng mà em sẽ tập, sống ở đâu rồi cũng sẽ quen nếp ở đó thôi, anh đừng có lo. Sao thế, em đau bụng sao? Không hiểu sao em đau bụng quá. Bà má ơi, Nhi làm sao nè? Có chuyện gì thế? Chắc là tại con bị đau dạ dày nên ăn nhiều ớt vào có hơi đau thôi hả? Có vậy thôi mà anh cũng gọi rõ lớn, làm cho bố mẹ giật mình.
Chẳng lẽ từ bữa sau cả nhà phải ăn theo con, không ăn được ớt nữa à? Chỉ là chưa quen thì đau có một chút, có cần làm quá lên như vậy không? Kìa má, Nhi đâu có ý đó đâu. Có hay không thì tự nó biết, hở chút ra làm màu làm mè không có được đâu. Phụ nữ cũng phải biết hy sinh vì gia đình nhà chồng chứ. Có mỗi cái chuyện nấu nướng má phải nhắc nhở bao lâu mới khắc phục được. Giờ lại thế này thế nọ, hay là nó không vừa lòng với nếp ăn uống nhà này nên nó viện cớ. Thôi đi, từ ngày mai cứ để cho má nấu. Má sẽ nấu riêng cho vợ con một phần không có ớt cũng được. Thôi, bà về phòng ngủ đi. Hôm nay bà làm sao vậy? Cứ ăn nói huyên thuyên. Thôi chết, má bực bội vì em rồi kìa. Là tại anh á, có vậy mà cũng nói lớn lên à. Kìa, em bị đau mà. Nhỡ có chuyện gì thì anh biết phải làm sao đây. Thôi, từ mai tốt nhất em đừng có động vào ớt nữa, nguy hiểm lắm. Mẹ nói đúng mà, em ở đâu thì cũng phải theo đó. Mới đầu chưa quen nên cơ thể của em phản ứng như vậy thôi, không sao đâu anh. Trời ơi, có mỗi việc ăn uống mà rồi cũng thành cái chuyện mệt mỏi. Nè, làm gì mà ăn như là chết đói vậy hả con? Ở nhà chồng con ăn uống không được đầy đủ sao? Sao dạo này hay về đây ăn cơm vậy? Dạ không phải đâu mẹ ơi, chỉ là mẹ nấu ăn ngon quá thôi à. Đây là những món bố con nấu mà. Nếu muốn ăn đồ ăn nhà của mình thì đi làm về con tạt vào mà ăn. Nhưng mà đừng để ông bà bên ấy biết, chạnh lòng họ thì không có hay đâu. Có cơm chưa mẹ ơi, con đói quá. Hôm nay bố nấu hơi quá tay nên mặn lắm đó, không biết con có ăn được không. Trời ơi, bố ơi, mặn quá, con hết cả lưỡi lai rồi nè. Tay nghề của bố cô đấy, chẳng suốt ngày ca ngợi bố mãi đi. Món xào mà con với mẹ thích ăn nhất thì lại mặn quá. Nấu ăn thì cũng có bữa nọ bữa kia, bữa đậm bữa vừa chứ, chứ làm sao mà ngon mãi được. Đúng thế bà nhỉ, dù có mặn á thì ăn vẫn ngon bà ha. Mặn lại còn ngon, con gái của ông nó còn không nuốt nổi kia kìa. Nè Nhi, con cũng lấy một bát nước ra ăn như mẹ đi, ngon lắm đó. Dạ vâng. Mẹ không hề cảm thấy khó chịu khi đồ ăn không đúng với khẩu vị của mình, mà đã ăn rất ngon lành với một bát nước. Mà dù bị chay khéo là đồ mặn, nhưng bố vẫn vui vẻ, không khí gia đình mình vẫn nhẹ nhàng, đầm ấm. Hoàn cảnh của mình ở nhà chồng cũng không khác so với lúc này là mấy. Vậy mà mọi thứ đã rất căng thẳng trong suốt những ngày qua. Món ăn ngon là khi ta ăn trong tâm trạng vui vẻ và thoải mái nhất. Nước có thể giúp cho đồ ăn bớt mặn, chắc hẳn cũng có thể giúp cho đồ ăn bớt cay. Em à, sao em nấu đồ ăn nhiều ớt thế? Cá kèo nướng muối ớt cũng cay nè. Sườn rán anh thấy cũng nhiều ớt quá. Em có nấu riêng món nào không có ớt cho mình không? Bệnh dạ dày của em còn chưa khỏi hẳn đâu. Không sao mà, em ăn chung với mọi người cũng được. Có mình em lại bày vẽ thêm món cho tốn kém, mất công ra nữa. Tốn kém cái gì? Em cứ cố ăn rồi lại đau dạ dày. Mấy hôm nay mặt mũi em còn nổi thêm bao nhiêu là mụn kia kìa. Ơi, đã nói là quen ăn thì sẽ không sao hết. Em đang làm gì vậy? Em nhúng đồ ăn vào bát nước cho bớt cay đó anh. Hôm nay có món canh chua cá lóc, em đã nấu vị ngọt đậm hơn xíu rồi đó. Cả nhà ăn thử xem có ngon không. Ôi trời ạ, đồ ăn đã nhúng vào cốc nước rồi, nhạt hết vị thì ăn còn ra gì nữa. Tội nghiệp con nhỏ. Dạ không sao đâu ạ, con ăn vẫn thấy ngon lắm. Thôi cả nhà mình ăn đi, kẻo đồ ăn nguội hết đó. Ngày mai để anh nấu cơm cho em nha. Thôi đi, cứ để cho má làm. Má à, chuyện cơm nước cứ để con lo cho. Còn chỗ nào con không phải thì mong má bỏ qua cho con nha.
Không đâu, má nói rồi, cứ để cho má nấu cho. Ủa, sao đồ ăn hôm nay lại không có chút ớt nào vậy ạ? Đơn giản là vì em không ăn được ớt mà. Nhưng vậy còn mọi người thì sao? Đây nè con dâu, ai thích ăn cay á thì đã có ớt tươi và tương ớt rồi đây. Má con đã chu đáo chuẩn bị sẵn rồi. Dạ, con cảm ơn cả nhà đã vì con mà thay đổi một thói quen. Chính em đã vì cả nhà mà chấp nhận phần thiệt thòi đấy chứ. Má xin lỗi, những ngày qua má đã ích kỷ và nóng nảy, không để ý đến cảm xúc của con, khiến cho con phải chịu phần thiệt thòi. Con mới về làm dâu đã có những bữa cơm không được ngon miệng. Dạ không phải đâu má, con ăn rất ngon mà. Nếu như ăn ngon, con đã chẳng phải về nhà mẹ đẻ để ăn cơm rồi. Má, sao má lại biết? Má xin lỗi, má không có cố ý. Chỉ là má vô tình nghe thấy cuộc điện thoại của con với ông bà thông gia thôi. Thằng Minh cũng nói cho má biết mà. Thôi được rồi, chuyện cũ bỏ qua. Từ hôm nay gia đình chúng ta sẽ phải thật vui vẻ, mỗi người vì nhau mà hy sinh, nhường nhịn một chút. Như thế thì bữa cơm nào cũng sẽ thật ngon thôi. Đúng ạ, chẳng có bữa cơm nào ngon bằng cơm gia đình hạnh phúc. Cả nhà mình ăn cơm thôi ạ. Vì tình yêu, cũng vì một gia đình hòa thuận, hai vợ chồng Nhi, một người giữ một đĩa ớt, một người giữ một cốc nước. Nhưng quan trọng hơn, họ hiểu được thế nào để ôm giữ được một tình yêu vĩnh cửu. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.